hàng loạt cựu sao comeback, reset trở lại thời hoàng kim dẫn đến một tương lai mới. Những ngày qua, các bàn tán sôi nổi xoay quanh playoff reset mùa xuân đang là chủ đề chính của cộng đồng. Không phải về danh sách tình nghi, mà là về những cựu sao đã thành danh được thông báo sẽ comeback. Đầu tiên là cựu xạ thủ vô địch reset Big Koro trở lại về ghế tuyển thủ tại GAM. Sau đó, Viking Esports thông báo cựu á quân thế giới, người đang là huấn luyện viên trưởng của đội, Sop cũng chính thức trở lại thi đấu. Bầy cá voi cũng làm fan một phen chấn động khi thông báo hai cái tên đình đám Killer Queen và đường giữa xuất sắc nhất lịch sử reset Optimus sẽ khoác lên chiếc áo xanh của Team Wells trên ghế tuyển thủ. Ẩn mật giáo cũng công bố hai cái tên mới, một là tân binh Yusa, hai là cựu vương reset, người từng được mệnh danh là hỗ trợ số 1, Palek. Sự trở lại này của các cựu binh đã mang đến một sức hút cực kỳ mãnh liệt trong một playoff mùa xuân tưởng chừng đã bị khán giả thờ ơ do những nghi án trước đó. Tự dưng, từ một vòng playoffs mà mọi người đều tưởng rằng sẽ cực kỳ tệ hại, ta sẽ có một tuần đấu không khác gì All Star VCS thực thụ. Sự trở lại này cũng giúp tạo ra những màn đối đầu tưởng chừng không bao giờ có thể thành hiện thực. Cuộc đấu giữa hai thế hệ đi rừng xuất sắc nhất VCS, Levi và Sop, dù mới đây Sop đã xác nhận sẽ đi hỗ trợ. Hai thế hệ đường giữa số 1, Kati và Optimus, đồng thời tái hiện cuộc đối đầu duyên nợ giữa hai người từng là tri kỷ, Big Koro và Palek. Có thể nói, đây là cơ hội có 1-0-2 dành cho khán giả yêu mến VCS nói riêng và khán giả quốc tế nói chung. Đặc biệt trong đấy, sự trở lại của Sop đã thu hút một lượng khá đông các fan của anh ở xứ tỷ dân quan tâm đến giải Liên minh Việt. Với các tuyển thủ còn đang thi đấu, đây là cơ hội cực kỳ hiếm gặp để có thể một lần sát cánh cùng các cựu sao. Các tuyển thủ trẻ sẽ được các cựu sao trực tiếp hướng dẫn và đồng hành, góp phần đáng kể vào sự phát triển của họ nói riêng và giải đấu nói chung. Với sự trở lại của các cựu sao cùng sự xuất hiện của những màn va chạm đầy duyên nợ, đây như một bệ phóng khiến VCS kéo về lượng lớn quan tâm chưa từng có. Nếu tương lai quá trình điều tra mang lại kết quả tích cực, VCS hứa hẹn có thể trở lại thời hoàng kim như đã từng.